Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Bản tin mưa lũ Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 6 năm 2023. 3 giờ kể cận tử thần trong tàu điện ngầm ngập nước lũ, mắc kẹt trong toa tàu điện ngầm Trịnh Châu khi nước lũ dâng lên ngang ngực. Một phụ nữ gọi điện nhờ thu xếp hậu sự vì tin chắc mình sẽ chết. Đúng vào giờ cao điểm, thành phố Trịnh Châu, thủ phủ với 12 triệu dân của tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc hứng chịu trận mưa xối xả. Trận mưa với lượng nước kỷ lục trút xuống, tạo thành dòng thác lũ ầm ầm chảy xuống đường hầm của hệ thống tàu điện ngầm Trịnh Châu và tràn vào các toa tàu. Kể lại sự việc trên Weibo, một phụ nữ cho hay nước bắt đầu thấm vào toa tàu ngay sau khi đoàn tàu dừng ở giữa hai nhà ga. Nhân viên trên tàu ban đầu hướng dẫn hành khách sơ tán qua đường hầm, nhưng họ nhanh chóng bị yêu cầu quay ngược trở lại vì nước lũ dâng quá cao phía trước. Thời điểm các hành khách quay trở lại toa, nước đã ngập ngang lưng họ. Nước cứ thế dâng cao khi nước lũ tràn vào đường hầm ngày một nhiều và thấm qua các khe cửa tàu điện ngầm. Chúng tôi cố gắng leo lên cả ghế để đứng, nhưng nước vẫn ngập đến ngang ngực. Cô cho hay, tôi thực sự rất sợ hãi, nhưng thứ đáng sợ nhất không phải nước lũ mà là lượng oxy trong toa tàu đóng kín đang giảm dần. Tôi nhìn thấy nhiều người dường như bị khó thở. Cô và hàng trăm hành khách trên tuyến số 5 của hệ thống tàu điện ngầm thành phố Trịnh Châu đang trải qua một trong những cảnh tượng kinh hoàng nhất diễn ra dưới lòng đất, trong lúc cả thành phố hứng chịu đợt lũ nghìn năm có một. Mức độ khủng khiếp của trận lũ lịch sử được ghi lại qua hàng loạt video đăng trên mạng Trung Quốc cho thấy cảnh cả người và xe cộ bị dòng nước lũ cuốn trôi. Đến hôm qua, những người dân mắc kẹt vẫn tiếp tục kêu cứu trên WeChat và Weibo, hai nền tảng mạng xã hội lớn nhất nước. Không biết phải làm gì hơn, hành khách phải đu vào tay cầm gắn trên nóc tàu để giữ cho đầu cao hơn mặt nước. Nhiều người đăng video và cầu xin giúp đỡ trên mạng. Người phụ nữ trên nghe thấy một cô gái gọi điện thoại, đọc thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng cho gia đình và tự hỏi liệu mình có nên làm điều tương tự. Cô gửi một tin nhắn cho mẹ nói với mẹ rằng cô có thể không thoát được. Khi mẹ gọi lại, cô không thể cất thành tiếng. Cô chỉ bảo mẹ mình rằng đang chờ cứu hộ rồi cúp máy. Trong gần 3 giờ, cô chờ đợi bên bờ vực sụp đổ. Cuối cùng, cô ngất xỉu vì thiếu oxy, nhưng sau đó tỉnh lại nhờ tiếng rung của điện thoại di động. Mẹ cô gọi thông báo rằng lực lượng cứu hộ đang trên đường đến. Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên nóc tàu và lính cứu hỏa bắt đầu đập cửa sổ để không khí bên ngoài tràn vào. Cô thấy nhiều nhân viên cứu hộ nữa tới và hành khách mắc kẹt lần lượt được đưa ra ngoài. Người ngất xỉu ra trước, tiếp đến là phụ nữ. Tuy nhiên, bài viết của cô trên Weibo đã bị xóa không rõ lý do. Một phụ nữ khác chia sẻ với tờ China News Daily. Cô đã khóc nức nở khi nhìn thấy nước tràn vào toa tàu. Xung quanh cô, nhiều người khác cũng khóc lóc hoảng hốt. Nhưng mọi người nhanh chóng an ủi lẫn nhau và dần dần tất cả đều chọn cách im lặng để giữ sức. Một số người cố gọi tới đường dây khẩn cấp hay nhờ gia đình bạn bè kêu gọi trợ giúp, song đều vô ích. Đến khoảng 21 giờ, nước bên trong tàu đã chạm đến cổ họ. Người phụ nữ nhớ lại, có cả trẻ em, phụ nữ mang thai và người già trong đám đông. Nhiều người xung quanh cô bắt đầu run rẩy, nôn khan và thở hổn hển. Tôi thực sự hoảng loạn khi nhìn thấy nước lũ cao quá đầu bên ngoài cửa sổ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ không bao giờ thoát được, cô nói. Với 30% pin còn lại trên điện thoại, cô tắt hết các ứng dụng và gửi tin nhắn đến người thân, bạn bè trên WeChat, song không dám nói cho cha mẹ. Trước 21 giờ, cô liên tục nhờ họ gọi người giải cứu. Nhưng từ 21 giờ trở đi, cô chủ yếu nhờ mọi người thu xếp, lo liệu hậu sự nếu chẳng may mình qua đời. May mắn đã đến với cô khi lực lượng cứu hộ tới kịp thời. Giới chức cho biết hơn 500 hành khách đã được sơ tán khỏi các toa tàu ngập nước, song vẫn có 12 người chết đuối trong tàu và 5 người bị thương. Video trên mạng xã hội cho thấy nạn nhân nằm bất động trên nền nhà ga, trong lúc nhân viên cứu hộ hô hấp nhân tạo cho những người vẫn còn có dấu hiệu sinh tồn xung quanh. Satao là một trong những hành khách không may mắn như vậy, anh vẫn mất tích.
Thời điểm nước lũ mới tràn vào toa tàu, anh đã điện thoại cho vợ bảo cô gọi cảnh sát. Cô không nhận được thêm bất kỳ tin tức nào của anh kể từ đó. Cô đã đăng một tin nhắn cầu cứu trên Weibo, mô tả chiều cao cân nặng của chồng và bộ quần áo anh mặc. Tôi vẫn chưa tìm thấy anh ấy, cô trả lời khi báo New York Times liên lạc qua điện thoại. Tôi đã đến một số bệnh viện nhưng không có thông tin gì cả, điện thoại của anh ấy bây giờ tắt rồi. Ít nhất 33 người đã thiệt mạng và 8 người vẫn mất tích ở miền Trung Trung Quốc trong lúc nhà chức trách đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm và khắc phục hậu quả của trận lũ lụt thảm khốc vừa nhấn chìm cả khu vực. Ô tô chất đống ở Trịnh Châu sau trận đại hồng thủy. Ô tô chất đống trên đường phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam sau trận đại hồng thủy khiến ít nhất 33 người thiệt mạng. Hàng đống ô tô hư hỏng chồng lên nhau chất đầy đường phố là minh chứng cho sức mạnh hủy diệt của trận mưa nghìn năm có một tại Trịnh Châu. Thành phố ghi nhận lượng mưa là 617,7mm, gần bằng lượng mưa trung bình hàng năm của cả thành phố là 640,8mm. Mưa lớn gây quá tải cho hệ thống thoát nước, tạo ra những dòng nước đục ngầu chảy qua đường phố, đường hầm và tàu điện ngầm ở thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Hàng trăm nghìn người trong khu vực cũng bị ảnh hưởng, đất canh tác ngập lụt, nhiều tuyến đường bộ và đường sắt ngừng hoạt động. Người dân đang đối mặt với đợt thời tiết xấu vào hôm nay, khi mưa dự kiến tiếp tục trong 3 ngày tới. Họ di chuyển xe cộ tới vùng đất cao hơn, cố rời khỏi thành phố, nơi giao thông gián đoạn, mất điện, mất nước, nhà cửa ngập nước, người dân xếp hàng dài nhận nước uống và mì ăn liền. Tôi đang đợi cấp điện lại nhưng có lẽ phải mất vài ngày. Chen, chủ một cửa hàng địa phương nói, nhiều tuyến phố ở Trịnh Châu vẫn ngập, xe tải chạy hết công suất hút bùn đất từ hệ thống đường hầm. Còn chính quyền phát cảnh báo đỏ về nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt ở khu vực xung quanh. Thôn Mễ Hà, thành phố Củng Nghệ, lân cận là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Người dân ở đây bắt đầu kiểm kê thiệt hại sau khi tạnh mưa. Tôi đã mất hết mọi thứ bị cuốn trôi, tôi chẳng có gì để ăn, nhà thì ngập nước. Bà Song, một phụ nữ trung niên ở địa phương cho hay, ít nhất 33 người thiệt mạng trong mưa lũ ở Hà Nam, bao gồm 12 người mắc kẹt trong tàu điện ngầm ở Trịnh Châu. Nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp diễn trong khi hàng trăm người mất tích vẫn chưa tìm thấy. Danh sách người mất tích hoặc mắc kẹt do một sinh viên Hà Nam thiết lập theo phần mềm mã nguồn mở được chia sẻ khắp mạng xã hội. Một phụ nữ có người thân trong danh sách cho hay mạng viễn thông và điện trong làng gần Củng Nghị đều bị gián đoạn, rất khó tìm kiếm thông tin. Đa số nhà cửa ở quê tôi đều ngập trong đất lở, cô nói. Lý do thành phố Trung Quốc hứng trận lũ nghìn năm có một. Sự xuất hiện của nhiều yếu tố gây mưa cực đoan cùng lúc và dự báo thiếu chính xác khiến thành phố Trịnh Châu không kịp trở tay trước nước lũ. Ít nhất 25 người thiệt mạng sau khi đợt mưa lớn chưa từng có gây lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Mưa lớn liên tục trút xuống Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, nơi sinh sống của hơn 10 triệu người, trở thành một trong những trận mưa lớn nhất được ghi nhận trên toàn cầu. Chỉ trong vòng 1 tiếng, từ 16 giờ đến 17 giờ, mực nước mưa đo được là 261,9mm, góp phần khiến tổng lượng mưa trong ngày của Trịnh Châu vượt 609mm. Con số này gần tương đương lượng mưa trung bình cả năm của Trịnh Châu là xấp xỉ 645mm. Theo các nhà khoa học, trận mưa thảm khốc là kết quả của sự hội tụ 3 điều kiện khí tượng và còn được tăng cường bởi hiện tượng biến đổi khí hậu do con người gây ra. Điều kiện khí tượng đầu tiên là hơi ẩm nhiệt đới đã bao trùm nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc từ nhiều ngày trước. Điều kiện thứ hai là bão Kempaka đổ bộ vào thị trấn Dương Tiêm, phía Tây Hồng Kông. Còn điều kiện thứ ba là bão Ifa di chuyển về phía Bắc Đài Loan. Bão Kempaka mang hơi ẩm từ Biển Đông, tiếp thêm cho hơi ẩm sẵn có ở miền Nam Trung Quốc, trong khi bão Ifa dồn hơi nước từ Biển Hoa Đông vào đất liền. Các nhà khí tượng học thường nhắc tới chỉ số PWAP, hay lượng nước có trong một thể tích khí quyển như là chỉ dấu giúp dự đoán khả năng xảy ra mưa lớn. PWAP trên 38,1mm có thể tạo ra những trận mưa như chút nước. Hôm qua, chỉ số PWAP ở phía đông Trung Quốc đã lên tới 63,5mm đến 76,2mm. Điều này có hai tác động. Đầu tiên là nó cung cấp độ ẩm cần thiết cho những trận mưa lớn. Phần lớn lượng ẩm đó tích tụ dọc theo một ranh giới bán tĩnh có tên gọi là dải mây Mai Vũ. Đây là dải mây thường gây mưa lớn nằm vắt qua khu vực phía đông Trung Quốc và phía bắc đảo Đài Loan vào mùa hè. Tác động khác của chỉ số PWAP cao là nó làm tăng hiệu suất kết tủa. Khi mưa xảy ra, không khí bên ngoài thường không bao giờ có độ ẩm tương đối 100%. Kết quả là không khí khô khiến một lượng nước bay hơi trên đường đi của chúng, làm giảm thể tích khối nước từ bên ngoài. Điều này khiến một hạt mưa có thể mất đi 30-40% lượng nước trong lúc rơi xuống.
nhưng khi không khí quá ẩm, lượng nước mà có thể hấp thụ từ những giọt mưa sẽ giảm đi đáng kể. Điều này đồng nghĩa hầu hết lượng nước trong đám mây sẽ trút xuống mặt đất với mật độ dày hơn. Kết hợp những yếu tố trên lại tạo ra trận mưa khủng khiếp trút xuống Trịnh Châu ngày 26 tháng 7, trước khi trận mưa tồi tệ nhất trút xuống vào buổi chiều. Lượng mưa đo được buổi sáng cũng rơi vào khoảng 263mm, khiến độ ẩm không khí gần như bão hòa. Mặt khác, nhiều hệ thống thoát nước của thành phố khi đó đã gần chạm công suất tối đa. Dữ liệu radar Doppler cho thấy các tế bào bão nằm lơ lửng ngay phía trên bầu trời Trịnh Châu. Tế bào bão là khối không khí chứa các dòng vận động lên xuống trong các vòng đối lưu, di chuyển và phản ứng như một thực thể duy nhất, hoạt động như một đơn vị nhỏ nhất của hệ thống tạo bão. Gió tầng cao yếu, điển hình của kiểu thời tiết mùa hè ở Trung Quốc đại lục, khiến cơn bão không di chuyển nhiều. Ngay cả sau khi cơn mưa lớn nhất kết thúc, một trận mưa khác từ 102,4mm đến 263,2mm vẫn tiếp tục trút xuống thành phố. Những trận mưa cực đoan như thế này có thể trở nên phổ biến hơn trong tương lai khi trái đất tiếp tục nóng lên do biến đổi khí hậu. Không khí ấm có thể giữ ẩm tốt hơn dẫn tới tải lượng ẩm lớn hơn trong các cơn dông, đồng thời làm tăng khả năng xảy ra mưa lớn. Su Yang Fang, phó giám đốc cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam cho biết, chính quyền tỉnh đã cảnh báo về nguy cơ thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, họ lại dự đoán rằng trận mưa lớn nhất có thể đổ xuống thành phố Tiêu Tác nằm dưới chân núi Thái Hoàng Sơn, một ngày trước trận mưa lịch sử ở Trịnh Châu. Hôm qua, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo thành phố Tiêu Tác có thể phải chứng kiến lượng mưa lên đến 500mm, nguy cơ gây ra lũ lụt lớn chưa từng có trong một thế kỷ. Các khu vực khác bao gồm cả thủ phủ Trịnh Châu cách Tiêu Tác chưa đầy 100km về phía nam cũng được dự báo hứng chịu mưa song cường độ nhỏ hơn. Việc dự đoán thiếu chính xác về địa điểm hứng chịu lượng mưa lớn nhất góp phần khiến nhà chức trách Trịnh Châu không kịp trở tay ứng phó khi nước lũ đột ngột dâng lên. Chen Tao, trưởng ban dự báo thuộc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, nhà chức trách đã nỗ lực cải thiện khả năng dự báo thời tiết cực đoan của mình, song đây thực sự vẫn là một thách thức toàn cầu. Theo ông, các mô hình dự báo hiện đại hoạt động tốt trong điều kiện bình thường nhưng không phát huy tác dụng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Có nhiều điều không chắc chắn trong các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của một dự báo. Chen nói thêm, các nhà nghiên cứu trong quá khứ cũng cho thấy lượng mưa là một trong những yếu tố khó dự báo nhất và hầu hết các nhà khí tượng học đều đồng tình rằng không thể dự báo lượng mưa sẽ trút xuống vào một giờ cụ thể trong một ngày nhất định nào đó. Theo một nghiên cứu được phòng thí nghiệm trọng điểm về thời tiết khắc nghiệt Trung Quốc thực hiện hồi năm ngoái, các cơ quan khí tượng nước này đã đưa ra dự báo mưa trong 24 giờ chính xác khoảng 15% trong năm 2608. Tỷ lệ này tăng lên 26% vào năm 2619. Ngay cả ở Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu, những nơi có lịch sử lâu đời hơn về hoạt động nghiên cứu khí tượng, tỷ lệ chính xác cũng chỉ đạt 30%. Trong khi đó, nhiều người dân Trịnh Châu vẫn chưa hết bàng hoàng với trận lũ khủng khiếp nhất mà họ từng chứng kiến trong đời. Tôi thật may mắn khi ở nhà, nhưng vẫn cảm thấy như bị cuốn trôi. Nước lũ dâng khắp mọi nơi, nhấn chìm rất nhiều xe hơi, một phụ nữ Trịnh Châu tên là Wang Qian nói. Tất cả chúng tôi đang chờ xem liệu mọi thứ có sớm ổn định hay không, chúng tôi rất sợ hãi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.